các căn Pueraria, Thomsonii, Fabaceae, họ đậu, bộ phận dùng, dễ củ, thành phần hóa học chính, tinh bột, flavonoid, công dụng, chữa sốt, cảm nóng, giải nhiệt, lị, tiêu chảy. Hoài Sơn, Dioscorea, Perosimilis, Dioscoraceae, họ củ đậu, bộ phận dùng, dễ củ, thành phần hóa học chính, tinh bột, saponin, công dụng, chữa kém ăn, tiêu chảy lâu ngày, di tinh, tiểu đêm. Ý Dĩ, Coex, Lacrima, Zobi, Poaceae, họ lúa, bộ phận dùng, hạt của quả chín, thành phần hóa học chính, tinh bột, công dụng, chữa phù thủng, chân tay đau nhức, co rút, tiêu chảy. Trạch tả, Alisma, Guandago, Aquatica, Alismataceae, họ trạch tả, bộ phận dùng, thân rễ, thành phần hóa học chính, carbohydrate, chất nhầy, công dụng, chữa phù thủng, viêm thận, tiểu tiện rắt, tiểu tiện ra máu. Sa tiền tử, Plantago, Mazo, Plantaginaceae, họ mã đề, bộ phận dùng, hạt, thành phần hóa học chính, chất nhầy, công dụng, chữa ho nhiều đờm, sỏi tiết niệu, tiểu tiện ra máu, chảy máu cam. Linh chi, Ganoderma lucidum, Ganoderma taceae, họ nấm lim, bộ phận dùng, mũ và cuống nấm, thành phần hóa học chính, lignin, công dụng, chữa suy nhược thần kinh, cao huyết áp, đau mạch vành, thấp khớp. Bạch mau cần, Imperata cylindrica, Poaceae, họ lúa, bộ phận dùng, thân rễ, thành phần hóa học chính, carbohydrate, công dụng, chữa sốt khát nước, vàng da, tiểu tiện ít, tiểu tiện buốt, tiểu tiện ra máu, ho ra máu, chảy máu cam. Thông thảo, Tetrapanax papyrifer, Araliaceae, họ nhân sâm, bộ phận dùng, lõi thân, thành phần hóa học chính, cellulose, công dụng, chữa tiểu tiện bí tắc, phù nề, sau sinh không ra sữa. Bối mẫu, Fritillaria, Sirosa, Liliaceae, họ loa kèn, bộ phận dùng, thân hành, thành phần hóa học chính, tinh bột, alkaloid, công dụng, chữa ho khan, ho đờm có máu. Xuyên tâm liền, Andrographis, Paniculata, Acanthaceae, họ oro, bộ phận dùng, phần trên mặt đất, thành phần hóa học chính, glycolic đắng, công dụng, làm thuốc bổ đắng, chữa lị, viêm ruột, dạ dày, viêm amidan. Kế đầu ngựa, Santhium, Strumarium, Asteraceae, họ cúc, bộ phận dùng, quả già, thành phần hóa học chính, alkaloid, sesquipedacone, công dụng, chữa mụn nhọt, mề đay, lở ngứa, tràng nhạt. Đan sâm, Sabia, Minty, Oriza, Lamiaceae, họ bạc hà, bộ phận dùng, rễ và thân rễ, thành phần hóa học chính, diterpenoid, công dụng, chữa thiếu máu, thiểu năng mạch vành, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, nhức đầu, mất ngủ. Kim anh, Rosa levigata, Rosaceae, họ hoa hồng, bộ phận dùng, quả dạ chín, thành phần hóa học chính, vitamin C, tan anh, công dụng, chữa di tinh, tiêu chảy lâu ngày, tăng cường đề kháng, cầm máu. Bạch thược, Peonia, Lactiflora, Ranunculaceae, họ hoàng liên, bộ phận dùng, dễ ác đạo lớp bần, thành phần hóa học chính, saponin, công dụng, chữa kinh nguyệt không đều, chóng mặt, đau đầu, da xanh xao, chân tay co rút. Câu kỷ tử, Lycium, Barbarum, Solanaceae, họ cà, bộ phận dùng, quả chín, thành phần hóa học chính, betain, công dụng, dùng cho cơ thể suy nhược, đau thắt lưng, đầu gối, hoa mắt, vừa mắt. Chi tử, Gardenia, Jasminoides, Rubiaceae, họ cà phê, bộ phận dùng, quả, thành phần hóa học chính, iridoid glycosid, công dụng, chữa sốt cao, tiểu đỏ, tiểu tiện ra máu, ho ra máu, làm màu nhuộm thực phẩm. Huyền sâm, Scrofularia, Nimbolensis, Scrofulariaceae, họ hoa mõm chó, bộ phận dùng, rễ, thành phần hóa học chính, iridoid glycosid, công dụng, chữa sốt cao, sốt nóng về chiều, viêm họng, loét miệng, miệng lưỡi khô, mụn nhọt, phát ban, mật ngứa, táo bón. Sinh địa, Remania glutinosa, Scrofulariaceae, họ hoa mõm chó, bộ phận dùng, rễ củ, thành phần hóa học chính, iridoid glycosid, flavonoid, công dụng, chữa viêm họng xương đau, chảy máu cam, nôn ra máu, sốt phát ban. Kim tiền thảo, Desmodium, Styracifolium, Fabaceae, họ đậu, bộ phận dùng, thân và cành mang lá, thành phần hóa học chính, saponin, flavonoid, công dụng, chữa sỏi thận, sỏi túi mật, sỏi bàng quang, phù thủng, tiểu buốt, tiểu rắt. Cốt toái bổ, Drinaria, Bolii, Polipodiaceae, họ dương sỉ, bộ phận dùng, rễ, thành phần hóa học chính, tinh bột, flavonoid, công dụng, chữa thận yếu, đau thắt lưng, ù tai, đau do sang chấn, bong gân. Đỡ thặc mắc, Eucomia, Unmoides, Eucomiaceae, họ đỡ thặc, bộ phận dùng, vỏ thân, thành phần hóa học chính, glycosid, công dụng, chữa đau nhức cơ khớp, đập thai ra máu, tăng huyết áp. Đương quy, Angelica sinensis, Apiaceae, họ cần, bộ phận dùng, rễ, thành phần hóa học chính, tinh dầu, cumarin, công dụng, chữa thiếu máu, suy nhược cơ thể, kinh nguyệt không đều. Đào nhân, Prunus persica, Rosaceae, họ hoa hồng, bộ phận dùng, nhân hạt của quả chín, thành phần hóa học chính, amygdalin, dầu béo, công dụng, chữa bế kinh, táo bón, chấn thương tụ máu. Đảm sâm, Colonopsis, Javanica, Campanulaceae, họ hoa chuồng, bộ phận dùng, rễ, thành phần hóa học chính,
công dụng: bồi dưỡng cơ thể, chữa bóp kém ăn, mệt mỏi, ốm đau cơ thể suy nhược. Cối xay, abutilon, imicum, manga CE, họ bông, bộ phận dùng, phần trên mặt đất, thành phần hóa học chính, chất nhầy. Công dụng: lá giã đắp mụn ngọt hoặc sắc uống để thông tiểu tiện, chữa sốt. Diệp hạ châu, Philanthus urinaria, Euphorbia CE, họ thầu dầu, bộ phận dùng: toàn cây, thành phần hóa học chính: lignan, flavonoid. Công dụng: chữa viêm họng, mụn ngọt, viêm da thần kinh, trẻ em tơ lưỡi. Xạ gan, Belancada sinensis, Irida CE, họ Lazon, bộ phận dùng: thân rễ, thành phần hóa học chính: isoflavonoid. Công dụng: chữa viêm họng, ho và khó thở, nhiều đờm. Mộc quả, Phenobeles speciosa, Rosa CE, họ hoa hồng, bộ phận dùng: quả chín, thành phần hóa học chính: axit hữu cơ, tan anh. Công dụng: chữa đau nhức khớp, chân tay co quắp. Sử quân tử, Quisqualis indica, Combreta CE, họ vàng, bộ phận dùng: hạt, thành phần hóa học chính: chất béo. Công dụng: chữa run đũa, run kim. Otacot, Sepia esculenta, Sepiide, họ mực nang, bộ phận dùng: mai mực, thành phần hóa học chính: muối canxi carbonat, canxi phosphat, natri chlorid, các chất hữu cơ, chất keo. Công dụng: chữa các chứng bệnh đau dạ dày do thừa axit dịch vị, ở chua. Hoàng kỳ, Astragalus membranaceus, Fabaceae, họ đậu, bộ phận dùng: rễ, thành phần hóa học chính: polysaccharide, saponin. Công dụng: dùng sống chữa đái tháo đường, đái mướt, phù thủng. Chế mật chữa suy nhược lâu ngày, mệt mỏi, kém ăn, da nhiều mồ hôi. Tô mộc, Sesampinia sapan, Fabaceae, họ đậu, bộ phận dùng: gỗ lõi, thành phần hóa học chính: flavonoid, tan anh. Công dụng: chữa đau bụng kinh, sản học huyết ứ, sưng đau do sang chấn. Nhân trần, Adenosma ceruleum, Scrofularia CE, họ hoa mõm chó, bộ phận dùng: phần trên mặt đất, thành phần hóa học chính: tinh dầu. Công dụng: chữa viêm nhan, vàng da, tiêu hóa kém ở phụ nữ sau sinh. Bồ công anh, Lactuca indica, Astera CE, họ cúc, bộ phận dùng: thân mang lá, thành phần hóa học chính: flavonoid. Công dụng: chữa mụn ngọt, tắc tia sữa, viêm tuyến vú. Cà gai leo, Solanum procumbens, Solana CE, họ cà, bộ phận dùng: phần trên mặt đất, thành phần hóa học chính: glyco alkaloid. Công dụng: chữa đau nhức các đầu gân xương, ho khan, sơ gan, viêm nhiễm quanh răng. Đại táo, Ziziphus jujuba, Rana CE, họ táo ta, bộ phận dùng: quả chín, thành phần hóa học chính: đường, axit hữu cơ, vitamin. Công dụng: chữa ăn uống kém, người mệt mỏi, suy nhược, thiếu máu, mất ngủ, bồn chồn, lo lắng. Ngũ gội tử, Melaphis hirensis, Anacardia CE, họ đào lộn hột, bộ phận dùng: tổ của ấu trùng sâu, thành phần hóa học chính: tan anh. Công dụng: chữa tiêu chảy lâu ngày, ngộ độc alkaloid, kim loại nặng, nhiễm trùng da, vết thương chảy máu, vết loét. Cỏ nhọn nồi, Eclipta prostrata, Astera CE, họ cúc, bộ phận dùng: phần trên mặt đất, thành phần hóa học chính: cumarin, alkaloid. Công dụng: chữa sốt, ho ra máu, chảy máu cam, nôn ra máu, giong kinh. Xài hồ, Buple urum sinensis, Apia CE, họ cần, bộ phận dùng: rễ, thành phần hóa học chính: saponin, tinh dầu. Công dụng: chữa sốt, sốt rét, nhức đầu, chóng mặt, kinh nguyệt không đều. Mướp đắng, Mo molerica, Caratia, Cucurbita CE, họ bí, bộ phận dùng: quả, thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng: chữa ho, sốt, đi tiểu rắt, tắm cho trẻ con trừ rôm sảy. Cam thảo bắc, Griseriza, Glabra, Faba CE, họ đậu, bộ phận dùng: rễ và thân rễ, thành phần hóa học chính: saponin, flavonoid. Công dụng: chữa ho, viêm họng, đau dạ dày. Cam thảo đất, Scoparia dulcis, Scrofularia CE, họ hoa mõm chó, bộ phận dùng: toàn cây, thành phần hóa học chính: alkaloid. Công dụng: chữa ho, viêm họng, mụn ngọt, rôm sảy trẻ em. Cam thảo dây, Abrus precatorius, Faba CE, họ đậu, bộ phận dùng: phần trên mặt đất, thành phần hóa học chính: saponin, flavonoid. Công dụng: chữa ho, giải cảm. Nhân sâm, Panax ginseng, Aralia CE, họ nhân sâm, bộ phận dùng: rễ, thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng: chữa cơ thể suy nhược, kém ăn, mệt mỏi. Tam thất, Panax noble ginseng, Aralia CE, họ nhân sâm, bộ phận dùng: rễ củ, thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng: bổ máu, dùng cho người thiếu máu mới uống dậy, phụ nữ sau khi sinh. Cầm máu, chữa nôn ra máu, băng huyết, giáng huyết, đi ngoài ra máu. Ngũ gia bì, Scephalera heptaphylla, Aralia CE, họ nhân sâm, bộ phận dùng: vỏ thân và vỏ cành, thành phần hóa học chính: saponin, tinh dầu. Công dụng: chữa đau lưng, đau xương cốt, gân xương co rút hoặc xương đau do sang chấn. Các cánh, Platyquodon grandiflorum, Campanula CE, họ hoa chuông, bộ phận dùng: rễ, thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng:
độc, chữa ho nhiều đờm, viêm họng, áp xe phổi. Bạch chỉ Angelica Danhurica Apiaceae, họ cần. Bộ phận dùng: dễ. Thành phần hóa học chính: tinh dầu cumarin. Công dụng: chữa cảm sốt, nhức đầu, đặc biệt vùng trán, đau nhức răng, mụn nhọt. Hề Stephanolobium japonicum Fabaceae, họ đậu. Bộ phận dùng: nụ hoa. Thành phần hóa học chính: flavonoid. Công dụng: chữa cao huyết áp, xuất huyết, chảy máu cam, ho ra máu. Kim ngân hoa Lonicera japonica Caprifoliaceae, họ kim ngân. Bộ phận dùng: nụ hoa. Thành phần hóa học chính: flavonoid, saponin. Công dụng: chữa mụn nhọt, dị ứng. Kim ngân cuộn Lonicera japonica Caprifoliaceae, họ kim ngân. Bộ phận dùng: cành và lá. Thành phần hóa học chính: flavonoid, saponin. Công dụng: chữa mụn nhọt, dị ứng, đau khớp, đau dây thần kinh. Tang chi Morus alba Moraceae, họ dâu tằm. Bộ phận dùng: cành non. Thành phần hóa học chính: flavonoid. Công dụng: chữa đau nhức cơ khớp, chân tay co duỗi khó khăn. Tang diệp Morus alba Moraceae, họ dâu tằm. Bộ phận dùng: lá. Thành phần hóa học chính: flavonoid. Công dụng: chữa cảm mạo phong nhiệt, ho do phế nhiệt. Tang bạch bì Morus alba Moraceae, họ dâu tằm. Bộ phận dùng: vỏ rễ đã cạo lớp bần. Thành phần hóa học chính: flavonoid, panang. Công dụng: chữa ho, phù thủng, tiểu tiện ít. Chè dây Ampelopsis cantoniensis Vitaceae, họ nho. Bộ phận dùng: lá. Thành phần hóa học chính: flavonoid. Công dụng: chữa đau dạ dày, tá tràng, viêm đại tràng, chậm liền xẹo. Cúc hoa vàng Chrysanthemum indicum Asteraceae, họ cúc. Bộ phận dùng: cụm hoa. Thành phần hóa học chính: tinh dầu, flavonoid. Công dụng: chữa nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, cao huyết áp, đau mắt đỏ, mờ mắt, chảy nước mắt. Đại hoàng Reum panatum Polygonaceae, họ rau răm. Bộ phận dùng: thân rễ đã cạo vỏ. Thành phần hóa học chính: anthraquinone, tanin. Công dụng: làm thuốc kích thích tiêu hóa, nhuận tràng, tẩy sổ, tùy thuộc vào liều dùng. Hà thủ ô đỏ Phalaropia multiflora Polygonaceae, họ rau răm. Bộ phận dùng: rễ củ. Thành phần hóa học chính: anthraquinone, tanin. Công dụng: chữa huyết thư thiếu máu, da xanh, gầy, đau lưng, di tinh, bắp bạc sớm. Thảo quyết minh Senatora Fabaceae, họ đậu. Bộ phận dùng: hạt già. Thành phần hóa học chính: anthraquinone. Công dụng: chữa đau mắt đỏ, cao huyết áp, mất ngủ. Táo bón bán hạ Tifonium chilobatum Araceae, họ giấy. Bộ phận dùng: thân rễ già. Thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng: chữa ho nhiều đờm, nôn, đầy trướng bụng. Thiên môn Asparagus cochinchinensis Asparagaceae, họ thiên môn đông. Bộ phận dùng: dễ. Thành phần hóa học chính: saponin, chất nhầy. Công dụng: chữa ho khan, họng khô, miệng khát, táo bón. Mạch môn Ophiopogon japonicus Convallariaceae, họ mạch môn đông. Bộ phận dùng: dễ củ. Thành phần hóa học chính: saponin, chất nhầy. Công dụng: chữa ho khan, ho đau, táo bón. Táo nhân Ziziphus mauritiana Rangaceae, họ táo ta. Bộ phận dùng: nhân hạt già. Thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng: chữa mất ngủ, cơ thể hư nhược do ra nhiều mồ hôi. Tỳ giải Dioscorea septemnova Dioscoreaceae, họ củ đâu. Bộ phận dùng: thân rễ. Thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng: chữa phong thấp, đau lưng, đau đầu gối, tiểu đục, tiểu buốt. Ngưu tắc Achirantes bidentata Amaranthaceae, họ rau rền. Bộ phận dùng: dễ. Thành phần hóa học chính: saponin. Công dụng: chữa thấp khớp, đau lưng, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid. Viễn chí